Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với Huế TV, bản tin về dịch COVID-19 tại Việt Nam và Thừa Thiên Huế. Chúng tôi cập nhật từ trang thông tin bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 của Bộ Y tế và báo điện tử Thừa Thiên Huế. Để phòng chống dịch COVID-19, chúng ta hãy thực hiện khuyến cáo 5K của Bộ Y tế, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung, khai báo y tế. 6 giờ, ngày 21 tháng 5 năm 2021, Bộ Y tế thông báo về 24 ca mắc mới, bệnh nhân 4.814.833. Ghi nhận trong nước tại Bắc Giang 15, Điện Biên 6, Hải Dương 2, Bắc Ninh 1. 12 giờ 20 phút ngày 21 tháng 5 năm 2021, Bộ Y tế thông báo về 50 ca mắc mới, bệnh nhân 4.834-4.883. Ghi nhận trong nước tại Bắc Giang 45, Hưng Yên 2, Hải Dương 1, Điện Biên 1, Hà Nội 1. 18 giờ ngày 21 tháng 5 năm 2021, Bộ Y tế thông báo về 58 ca mắc mới. 1 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Vĩnh Long. 57 ca mắc ghi nhận trong nước tại Bắc Giang 39, Bắc Ninh 13, Đà Nẵng 2, Lạng Sơn 1, Bệnh viện ca cơ sở Tân Triều 2. 6 giờ ngày 22 tháng 5 năm 2021, Bộ Y tế thông báo về 20 ca mắc mới. Ghi nhận trong nước tại Bắc Giang 11, Hải Dương 4, Bắc Ninh 3, Thái Bình 1, Điện Biên 1. Từ ngày 15 tháng 5 đến sáng ngày 22 tháng 5 năm 2021, Thừa Thiên Huế không có ca mắc mới COVID-19, hãy thực hiện 5K. Khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung, khai báo y tế để giữ an toàn cho bạn và chúng ta trước đại dịch COVID-19. Chúc quý vị, các bạn luôn mạnh khỏe và chung sức, đồng lòng chống dịch COVID-19. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem các chương trình của Huế TV. Nếu thấy video có ý nghĩa, xin vui lòng like, share, comment và đăng ký kênh Huế TV.